Trong cuộc đời này biết bao cảnh đời bất hạnh và đau thương của những đứa trẻ mồ côi khi phải mất cha, mất mẹ, sống bơ vơ nơi đầu đường xó chợ. Đây là một trong số những đứa trẻ bất hạnh đó, sống mồ côi cha từ thở lọt lòng, giờ đây lại mất luôn tình thiêng liêng cao quý của mẹ. Cuộc sống hàng ngày với cửa đói bữa nay, bằng những chiếc bọc ni lông mà người ta vứt bỏ bên đường. Có nhiều đêm em đón và lạnh giữa bầu trời giá rét, em khóc thật nhiều, khóc vì đời mình phải sống tiếp mồ côi. Rồi biết ba má nào. Sống làm sao đây? Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Kìa cháu, sao cháu ngồi đây cháu khóc vậy? Ba mẹ cháu đâu? Cô ơi, ba mẹ con chết hết rồi. Con chỉ sống có một mình à. Trời, tội nghiệp cháu quá. Rồi, cháu sống làm sao hả cháu? Dạ, con đi móc bọc, bán kiếm tiền, sống qua ngày. Nhiều khổ đau ơi xót thương làm sao tan nát lòng con trẻ. Mồ côi chú đợi hỏi cái cô mà phát thẻ đó, cái mình mà không biết có thầy nhà chắc con mấy lần rồi mà thấy thầy quấn các em thích lắm. Hai đứa trên đôi, hai đứa gái, trên nương là chị, em thờ là sung nương. Cái này là 37, 38 để cho chú Huy nè. Đó là 35, 36 này, đó là 36 nè. Cảm ơn. Rồi một số hình ảnh này con cũng để qua, có hình của con cũng đưa lên luôn. Dạ, rồi. Bữa nay đến ta tập thầy rồi. Dạ, cái này cho cô luôn nè. Dạ, con cảm ơn thầy. 39-10 đó. Con này ở đây. Dạ, không biết dùng này con mình không biết. Dạ. Nay đi rồi. Dạ. Thầy xuống cái nó vô đại thề. Nãy giờ cái vô con có thăm thấy gì không? Dạ có thấy rồi. Thấy mà không đi thấy hình thôi. Đang ngủ hả? Không có ai giới thiệu thì nó không biết gì hết. Đang ngủ. Dạ thầy xuống cái nó.
Dạ, giờ đi xuống dưới chút xíu đi, đi cái đó. Xong dưới là phòng sơ sinh đó. Dạ. Bồng luôn đó. Con thấy là cái dạ. Nào có mấy em bé mà đầu đuổi. Thì có đi dưới chưa? Chưa, là giờ đi thêm thăm luôn đi rồi. Giờ ở đây, ở đây. Dạ. Thằng kia đừng còn ngồi được, chứ bài não thì nằm luôn, cũng ngồi được. Dạ. Ở đây là cái chương trình này. Ta thấy bỏ rồi. Ta thích thôi nè. Con thích gì. Đưa đẹp nè. Sư ở đây hả? Ở đâu tới? Sư ở thầy Chu Trì đó. À vậy á hả? Cô đeo trong cổ là thầy đó, cô đeo thầy cho dạ. Dạ đây nè, tôi xin quá là cái đó đi. Cô ơi con gái là sư. Mô Phật sư. Ừ. Con gái đó mày ạ. Trinh Nương hai đứa sinh đôi. Ôi quá thương tâm cho một kiếp con người. Đứa trẻ ngây thơ của làm chi nên mà bây giờ phải chịu cảnh mồ côi. Cầu xin Đức Phật hiền linh độ cho nhân loại thoát dòng khổ đau, cho đời thoát cảnh ly tán, gia đình hạnh phúc yên vui mỗi nhà. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm người nghĩa mẹ công cha cho tròn quả phúc mới là đạo con. Lúc mà thầy đi quét sân chùa, thầy nghe tiếng khóc, thầy vòng vô. Cuộc đời danh lời hơn thua, con trẻ ở chùa, thời quét lá đa. Làm người nghĩa mẹ công cha, cho tròn quả phúc mới là đạo ở con. Văng vẳng đâu đây tiếng trẻ thơ khóc ngất ngơ, đau thương giữa cuộc đời. Mẹ cha đâu nở xa con trẻ, tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Con ơi, cha đến đây, cha đến đây, dang rộng vòng tay yêu thương ôm con vào lòng. Con ơi, mẹ đến đây, mẹ đến đây, dang rộng vòng tay yêu thương ôm con vào lòng. Con ơi, kể từ đây, kể từ đây, con được yêu thương trong vòng tay yêu thương của mọi người.
từ đây là được mọi người yêu thương. Hay quá. Các người cái gì yêu thương mới có đến đây ủng hộ cho các em cuộc sống đây. Cho nên công đức của các vị rất là lớn. Các em này nó cũng rất có duyên với thầy mới đem vô chùa đây mà bỏ. Thầy phát nguyện là bỏ rơi thầy mới nuôi, chứ gửi cho thầy chưa có nhận. Cho nên khi bỏ rơi rồi thì đây là cái duyên duyên của em ở đây. Cho nên thầy vòng vào thầy nuôi. Đó, được rất nhiều người biết, yêu thương, ủng hộ thì mới nuôi được. Hôm nay là được là 202 em rồi. 134 đứa bị tàn tật, nặng nhất là bại não, thần kinh. Còn 68 đứa bình thường, nghe bình thường như thế này. Đặc biệt có em đây là sinh đôi, có em thầy bồng nó lên rồi, tay thầy còn dính nhớt nhau nó, chưa được tắm và chưa được cắt rốn nữa, mới vừa lọt lòng mẹ đã đến với chùa rồi, rất là thương. Nhưng mà thầy bồng về thấy mình rất là hạnh phúc, rất là vui. Thứ nhất là được có con nuôi, không phải mang nặng đẻ đau mà có con nuôi, không có gì bằng đâu. Và không phải như các vị lo lắng nhiều bề để mà nuôi con mình, nuôi gia đình, thầy vẫn được tu mà được các vị đến ủng hộ. Cho nên tôi thấy mình hạnh phúc. Thầy có thể nói rằng là được làm cha một điều không gì bằng, không hạnh phúc nào bằng. Được làm mẹ cũng vậy. Còn thầy là vừa được làm cha, được làm mẹ. Cho nên thầy làm bổn phận người cha, người mẹ để nuôi các con lớn. Để đền đáp công ơn thứ nhất là của cha mẹ mình, của mọi người trong cuộc sống này. Và nhất là mấy em này tiền kiếp trước là quyến thuộc của thầy, là người thầy yêu thương, hoặc là người ân của thầy, cũng có thể là người mà thầy mắc nợ nữa. Cho nên kiếp này rồi gặp nhau đây rồi thì hóa giải những mối nợ, đền đáp những cái ân sâu, và trở thành một cái phúc duyên, một cái thiện duyên, một cái công đức. Các vị đến đây cũng là một công đức đó, công đức rất lớn để mà giúp các em sống. Còn thầy là người mà để thực hiện cái bổn phận phục vụ cho các em được sống nha. Mô Phật là thầy bên Nam Tông hay khất sĩ rồi. Giờ thầy dung hòa cả Nam Tông cả Bắc Tông luôn. Giờ thầy thấy rằng cuộc đời này có những cái quan trái đau khổ lắm, cho nên thầy muốn là hóa giải đi phần nào những cái quan trái cuộc đời đó, để cho những bà mẹ đau khổ đó đặt con vào đây để có niềm tin con mình được sống, được nên người. Dạ, đó vậy. Và người vừa bước lên bé La Hưng được đưa qua phòng khác là cho tới. Dạ. Dạ. Ở đây mình được mấy cặp sinh đôi lận? Được nhiều không? Một cặp con trai đầu tiên thì giờ học lớp 10 rồi. À. Cái năm 2000, năm Thìn, năm Cơn Bão, Thìn. Đúng 15 năm có lại. Học giỏi hả? Dạ, có hai đứa nữa là tên là Nhân Nghĩa. Đầu tiên ta đặt là Sơn Thủy. Sơn là núi, là ân cha. Thủy là nguồn sự sống, là nghĩa của mẹ. Mà năm đó là năm Thìn, năm tôi bỏ số năm lớn lắm. Cho nên thầy nghĩ đó tới Sơn Tinh Thủy Tinh, dành một nàng bị châu mà có bỏ lục. Yeah, năm đó là bỏ lục lớn lắm. Yeah. Thế thầy như vậy là tông tích của cha mẹ nó là không biết là đâu hết. Bỏ rơi thì bỏ ngay trong chùa. Đây vô chùa đây bỏ thì mới nhận được, hoặc về cổng hoặc là chỗ nào đó, cứ là nào đó trong chùa. Yeah. Ừ, nó cười kìa, nụ cười của nó thơ không gì bằng. Nó khóc vậy đó, ta sẽ dạy nó đi nè, tập dễ nói nè, tập đi nè. Giờ nó lật lại nè, nó bò nè, rồi nó ngồi lên được nè. Không có gì bằng đâu. Yeah. Có khi thầy thấy nó bồng gì nó bú tay cái thì cảm niệm liền. Con tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép ngại dài mang ơn.
sao hè, bầu ham phú quý bỏ bè con thơ. Con thơ mà tay ấm tay bồng, tay bưng mà bình sữa, mắt trong bầu về. Dĩ dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, khó đi cha dắt con đi, con đi trường học, cha tu ở chùa. Tự nhiên nhưng mà tha thiết lắm, và thấm đượm cái tình đó. Mà thầy thấy rằng làm điều này là làm cái việc mà mọi người trong cuộc đời này phải nên làm. Thứ nhất là làm cái bổn phận làm con của mình cho nó tốt, nơi mà mình được sinh ra, và làm cái bổn phận người cha, bổn phận người mẹ cho những đứa con mình nó được sống tốt. Cũng nên người đó cũng là cái chữ hiếu cho mình được cuộc đời nữa. Nếu không có cha mẹ, không có mình, thì mình truyền thừa lại cái như thế này, cái cuộc sống này nó được cái sự hạnh phúc, cái sự tốt đẹp. Cái này đối với thầy là những em bé là những thiên thần trên nôi, và không có gì bằng đâu, thật vậy đó. Và những cái gì mà kinh báo hiếu trong kinh nhà Phật thì thấy thấu suốt rõ ràng, và mình làm được điều này mình thấy tâm hồn mình thấy nó nhẹ nhàng lắm, và không có nghĩ đến riêng mình nữa. Nghĩ là giờ thầy không nghĩ tới gì riêng mình hết, cho nên những cái gì riêng của mình từ từ nó giảm dần, từ từ nó tiêu đâu hết. Hay lắm, cho nên phải nghĩ tới cái bổn phận mình làm, mà thầy không ngờ là mình mừng là làm được cái việc này đấy, không dễ gì làm được đâu. Phải không? Cho nên thầy nghĩ rằng là các vị là những người mà phải nói rằng đến giúp cho thầy một cái động lực, một cái sức mạnh, cái niềm tin nữa, và một cái nguồn lực nữa để nuôi các em. Không có cái gì thì không cách nào thầy làm được hết á. Có vậy. Thầy luôn là trân trọng và trọng ơn tất cả các vị đã đến với cơ sở. Mong cho các vị luôn được sức khỏe đầy đủ, trí tuệ sáng suốt, tài lộc như ý, thành công tốt đẹp và hạnh phúc viên mãn trong cuộc đời này. Cảm ơn thầy. Con tâm cũng đại diện này cũng chúc thầy và các trong chùa là sức khỏe giàu được tốt để mà thay mặt thầy thiệt. Các cháu được có nơi nương tựa. Phương châm của thầy là đem đến cho mọi người đó được cái nguồn, cái niềm sống vui, niềm sống khỏe, cái niềm sống hạnh, có lợi cho đời, và được thanh thản tâm hồn, sống vui, sống khỏe, sống có lợi, và được thanh thản tâm hồn bằng cái việc làm bổn phận của mình trong cuộc đời, chỉ là bổn phận của mình trong đời, nơi gia đình, nơi cộng đồng xã hội, nơi mình làm việc, và nơi tất cả mọi người chị học làm đúng bổn phận rồi là hay lắm.